Tái xuất sau khi bị kêu gọi tẩy chay, Hương Giang Idol toát mồ hôi vì mọi người đối xử thế này. Dù đã được nghệ sĩ Trung Dân chấp nhận lời xin lỗi, liệu công chúng có tha thứ cho Hương Giang Idol? Mới đây, Hương Giang đã vướng phải một scandal kinh khủng nhất từ lúc bước chân vào làng giải trí. Cụ thể, trong một game show, cô đã có những lời lẽ không đúng mực với bậc tiền bối là nghệ sĩ Trung Dân. Không chỉ nghệ sĩ Trung Dân, hàng loạt sau việc khán giả cũng lên tiếng chỉ trích Hương Giang Idol vì cách ứng xử thiếu văn hóa của cô nàng chuyển giới. Sau đó, người đẹp Hà Nội còn sốc hơn nữa khi bị làn sóng kỳ thị giới tính kêu gọi tẩy chay ập xuống đầu. Hương Giang Idol đã mất tinh thần thật sự. Trong những ngày đó, cô đóng hoàn toàn các tài khoản mạng xã hội, bạn bè cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên, nghệ sĩ Trung Dân sau đó đã chia sẻ một đoạn clip chấp nhận lời xin lỗi của hậu bối. Cùng với đó, thì những chỉ trích cô gái trẻ tuổi này cũng đã phần nào lắng xuống. Tối qua, phóng viên của báo đã ghi được hình ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ chuyển giới này tái xuất sau ồn ào. Hương Giang đi biểu diễn ở một quán bar, dù được trang điểm kỹ nhưng thần thái vẫn chưa vui tươi như trước. Người đẹp mặc bộ zoom suit kẻ, phần ngực xẻ đến rốn khoe vòng một ngồm ngộm hút mắt, dù bị kêu gọi tẩy chay. Nhưng có thể thấy, Hương Giang Idol vừa xuất hiện thì đã có rất nhiều ống kính vây quanh. Hơn nữa, lúc cô biểu diễn vẫn được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Sau lần này, chắc chắn Hương Giang đã rút được bài học kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc sống, cẩn thận hơn trong mọi phát ngôn. Được mọi người vây kín nên Hương Giang cũng phấn khởi hơn. Bộ trang phục giúp Hương Giang khoe vòng một sexy, cô diễn rất sung sức, thậm chí còn tháo cả giày để nhảy. Sau làn sóng tẩy chay, Hương Giang chắc cũng sốc vì mình vẫn được chào đón nhiệt tình đến vậy. Cô ăn mặc rất sexy và thu hút được sự chú ý của mọi người, khán giả thi nhau chụp ảnh của Hương Giang Idol. Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn sau 7 năm gắn bó. Thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn sau 7 năm gắn bó đang khiến dư luận xôn xao. Sau 7 năm quen nhau, trải qua nhiều sóng gió, Trương Quỳnh Anh và Tim là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Họ từng gây xôn xao bằng một buổi cầu hôn lãng mạn và lên kế hoạch cho hôn lễ đẹp như chuyện cổ tích. Tuy nhiên mới đây, có thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và tòa đã ra quyết định thuận tình ly hôn vì các bên đã thỏa thuận được với nhau. Thông tin này khiến fan của cặp đôi vô cùng bất ngờ, bởi trước đó, Trương Quỳnh Anh vẫn đăng tải hình ảnh của gia đình hạnh phúc bên nhau. Hiện tại, cả Trương Quỳnh Anh và Tim đều từ chối đưa ra những chia sẻ xoay quanh việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc. Tim và Trương Quỳnh Anh quen biết nhau khi cùng đóng chung bộ phim Bóng Ma Học Đường vào năm 2010. Đến năm 2012, Trương Quỳnh Anh mang thai, cả hai sống chung như vợ chồng nhưng chưa làm đám cưới. Giữa họ từng có nhiều mâu thuẫn, thậm chí Trương Quỳnh Anh còn từng bế con ra khỏi nhà vì Tim quá vô tâm. Sau đó, Tim thể hiện sự chân thành chín chắn, quan tâm đến vợ con hơn. Trương Quỳnh Anh cũng vì chồng con và vun vén cho gia đình nhỏ, quyết định hàn gắn. Trương Quỳnh Anh đăng ảnh gia đình vui vẻ bên nhau vào hôm qua. Sau khi hàn gắn, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, luôn sánh vai cùng nhau trong các sự kiện. Thậm chí năm ngoái, Tim còn cầu hôn Trương Quỳnh Anh ở rạp chiếu phim trước sự chứng kiến của bạn bè và giới truyền thông. Công chúng đang mong mỏi cặp đôi sẽ làm đám cưới trong năm nay. Vì vậy, thông tin ly hôn Tim và Trương Quỳnh Anh khiến ai cũng bất ngờ. Fan vẫn hy vọng thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn không phải là sự thật mà chỉ là tin đồn. Dân mạng đang xôn xao về thông tin này. Choáng với lời đề nghị gây sốc của Mr. Đàm khi gặp lại Phương Thanh sau ồn ào từ mặt. Tưởng chừng cả hai sẽ rất căng thẳng hoặc không nhìn mặt sau scandal có Thanh không có Đàm, nhưng cách ứng xử của Mr. Đàm đã khiến mọi người sốc. Cách đây không lâu, mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa Mr. Đàm và Phương Thanh lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của dư luận. Nam ca sĩ được cho là đã phát ngôn có Thanh không có Đàm và cương quyết không ngồi chung ghế nóng với chị Chanh khi cả hai được mời làm giám khảo một game show truyền hình. Chiều ngày 16 tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh đã có dịp chạm mặt khi được mời góp mặt tại buổi gặp gỡ giới thiệu chương trình kỷ niệm 20 năm lễ trao giải Làn Sóng Xanh.
Không biết vô tình hay hữu ý, cả hai ngồi chung bàn nhưng vẫn cách một khoảng khá xa bởi ca sĩ Tóc Tiên và Lê Quang. Khác với những gì dư luận tò mò, dự đoán của dư luận, ông Hoàng Nhạc Việt lại tỏ ra khá vui vẻ, liên tục nở nụ cười và vẫy tay chào khách mời tại buổi tiệc. Cũng tại buổi gặp gỡ, nam ca sĩ còn khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết anh sẵn sàng cõng chị Chanh để đóng giả sinh viên trong live show kỷ niệm 20 năm làn sóng xanh. Ngoài ra, cựu huấn luyện viên The Voice còn tinh ý phát hiện Phương Thanh để kiểu tóc và phong cách thời trang giống hệt 20 năm trước. Gặp lại sau scandal, nhưng cả hai vẫn tỏ ra tỉnh bơ, như thể chưa từng có bất kỳ ồn ào xích mích nào xảy ra trước đó. Tóc Tiên cũng có mặt tại sự kiện chiều qua, cô diện áo 2 giây, khéo khoe vai trần và vòng eo thon gọn trước ống kính. Dù chỉ vừa về Việt Nam hoạt động trong vài năm gần đây, giọng ca Ngày Mai đã gặt hái nhiều thành công và trở thành cái tên thường xuyên được đề cử tại làn sóng xanh. Nô Phước Thịnh diễn vét lịch lãm thu hút mọi ánh nhìn từ báo giới. Dù bận rộn với lịch diễn dày đặc và lịch tập cùng các học trò The Voice, nam ca sĩ vẫn dành thời gian xuất hiện tại buổi lễ quan trọng của làn sóng xanh. Hà Anh Tuấn cũng là một trong những khách mời đặc biệt tại chương trình vừa qua. Rộ nghi vấn Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy trục trặc hôn nhân. Những hình ảnh và hành động lên trang cá nhân của cả hai đang làm dấy lên nghi vấn vợ chồng Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy đang có nhiều trục trặc. Thời gian gần đây, những hình ảnh Phạm Quỳnh Anh một mình chăm con hầu như không nhắc đến chồng như trước, làm dấy lên nghi vấn cô và chồng Quang Huy đang gặp trục trặc. Thêm vào đó, nếu để ý, có thể thấy vợ chồng Phạm Quỳnh Anh đã hủy kết bạn lẫn nhau trên Facebook cá nhân. Khi tìm kiếm trong danh sách bạn bè của đạo diễn Quang Huy, không tìm thấy tên của Phạm Quỳnh Anh nữa. Cách đây khoảng một tuần, đạo diễn Quang Huy chia sẻ một đoạn clip quay cảnh con gái Tuệ Lâm hát trên trang cá nhân của mình. Hoàng Thùy Linh vào bình luận và có nhắc đến Phạm Quỳnh Anh, nhưng cô không trả lời. Chỉ có Quang Huy đáp lại câu hỏi của Hoàng Thùy Linh. Phạm Quỳnh Anh không trả lời lại khi được nhắc đến trên Facebook của chồng như trước kia. Tháng 3 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh vừa hạ sinh thêm một bé gái nữa đặt tên là An. Khác với Tuệ Lâm, mới khi sinh thường có bố Quang Huy bên cạnh chăm sóc, phụ giúp Quỳnh Anh chăm con, thì những hình ảnh gần đây được nữ ca sĩ buổi chiều hôm ấy chia sẻ, dễ nhận thấy chỉ có một mình cô chăm sóc cho bé An. Khi Tuệ Lâm mới sinh, vợ chồng Phạm Quỳnh Anh thường cùng nhau chăm con. Nếu lúc trước, cả vợ chồng Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thường cùng nhau chăm sóc con thì đến hiện tại, từ việc con nhỏ đến quấy khóc, cho con uống sữa hay đến cả việc Phạm Quỳnh Anh đang ốm nhưng vẫn chăm con, chứ không nhắc đến chồng như trước, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay. Phạm Quỳnh Anh một mình đưa con đi chích ngừa, chăm sóc con dù đang bị bệnh. Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy sau 10 năm yêu nhau đã quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2012. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có hai cô con gái xinh xắn đáng yêu. Kể từ sau khi kết hôn và sinh con, hai vợ chồng vẫn tiếp tục nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ khán giả bởi một tình yêu đẹp như mơ và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Phạm Quỳnh Anh là một ca sĩ được nhiều người yêu thích bởi chất giọng ngọt ngào nhiều cảm xúc và từng là thành viên trong hai nhóm nhạc HAT và Sắc Màu trước khi tách ra solo. Chồng Phạm Quỳnh Anh, đạo diễn Quang Huy, được biết đến là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc hay và được nhiều người yêu thích. Không chỉ vậy, anh còn lấn sân sang điện ảnh với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất hai bộ phim thần tượng và Chàng Trai Năm Ấy. Trường Giang lên tiếng về việc chụp ảnh cưới với Nhã Phương. Trường Giang chia sẻ về một lễ cưới trong mơ trên bờ biển. Anh cũng tâm sự đời tôi chỉ cưới một lần. Chiều 16 tháng 5, Trường Giang tham dự buổi giới thiệu game show ca sĩ giấu mặt mùa thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 16 tháng 5, trên mạng xã hội đưa tin Trường Giang và Nhã Phương đã chụp ảnh cưới tại Phú Quốc và hai người dự kiến tổ chức cưới bí mật vào ngày 25 tháng 5. Trước thông tin này, lần đầu tiên Trường Giang đưa ra phản hồi chính thức. Ai chụp, tấm ảnh trên mạng có thấy mặt tôi đâu, mặt ai đó nào phải Trường Giang, anh hài hước. Tuy nhiên anh cũng lấp lửng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện tự nhiên trong cuộc sống, đâu phải chuyện vui nào cũng cần kể với mọi người. Nói về sự đào hoa trong giới nghệ sĩ, Trường Giang khẳng định, ai nhiều lần cưới thì không biết, nhưng đời tôi chỉ một lần cưới thôi. Danh hài còn tiết lộ về hôn lễ dự định của mình, tôi muốn một lễ cưới trên bờ biển, có thể quay clip hài hước, anh nói thêm. Anh hớm hỉnh khẳng định sẽ không mời bạn gái cũ dự tiệc cưới. Giây phút nhắn nhít sau đó của Trường Giang trước ống kính lên tiếng về việc không ít nghệ sĩ hiện nay bị chỉ trích vì lời nói không phù hợp. Diễn viên Mười Khó cho rằng
đó là một vài trong số hàng trăm nghệ sĩ. Trường Giang bên nam ca sĩ Ngọc Sơn đối diện với những ý kiến phê bình liên quan đến các game show trên truyền hình. Trường Giang khẳng định đây là động lực để ekip thay đổi về kịch bản, nội dung cũng như thiết kế sân khấu. Game show khen thì không được nhắc, nhưng chê thì thành hiệu ứng. Không ai muốn chương trình do mình thực hiện bị chê cả, vì thế chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hơn, hoành tráng hơn về biên tập, ánh sáng sân khấu, Trường Giang nói. Đàm Vĩnh Hưng trẻ trung khi tham dự sự kiện, anh là ca sĩ khách mời trong mùa game show năm nay. Đàm Vĩnh Hưng từng được mời tham gia show các mùa trước, nhưng với ca sĩ giấu mặt mùa 3, anh đồng ý ngay lập tức vì Trường Giang. Chỉ với vài câu thuyết phục của đàn em thân thiết, Đàm Vĩnh Hưng hy vọng sẽ tạo ra điểm mới cho mùa show mới. MC Minh Xù đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại sự kiện. Anh tiết lộ bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn, mùa mới sẽ có sự tham gia của Bùi Anh Tuấn, Nathan Lee cùng nhiều tên tuổi khác. Ca sĩ giấu mặt mùa 3 sẽ lên sóng Đài Vĩnh Long từ cuối tháng 5 này.